Mấy ngày nay khi mà Tiến đăng anh Sơn thì Tiến hầu như ngày nào làm việc cũng quá tải trời đó. Cũng mong rằng cô chú anh em hãy đến đây tham gia chương trình Có Nói Thương. Tiến cảm ơn rất là nhiều. Thì em chào chị nha. Dạ, chị chào em. Chị nói đi, em nói lớn lớn tiếng chị. Chị chào em Tiến. Dạ. Chị giới thiệu đi. Chị giới thiệu tên tên chị đi, tên gì và quê quán chị ở đâu. Dạ. Trước hết thì chị chào em Tiến. Dạ. Chị chào cộng đồng mạng. Chị tự giới thiệu là tên của chị là họ tên Nguyễn Thị Mười. Nguyễn Thị Mười. Dạ, quê quán ở Bạc Liêu. Quê quán từ Bạc Liêu chị lên đây. Dạ, dạ. Không, hiện tại thì chị đi làm ở Sài Gòn. Sài Gòn qua đây. Coi như là chị lên Sài Gòn làm. Dạ. Rồi bây giờ từ Sài Gòn chị bắt xe qua đây. Bắt xe qua đây. Dạ. Dạ. Chị đi hồi mấy giờ chị? Đi hồi 9 giờ em. 9 giờ hả? Dạ. 9 sáng hả? Dạ, 9 giờ sáng. Rồi chị giới thiệu tên tuổi chị chưa? Dạ, chị tên Nguyễn Thị Mười, sinh năm 1968. Dạ, Nguyễn Thị Mười 1968. Dạ, quê dạ. Ở quê quán ở Bạc Liêu. Bạc Liêu, chị nói rõ hơn chút xíu, dạ. Lớn lớn tiếng như vậy. Rồi chị kể về một chút xíu về cái hôn nhân của chị đi. Hôn nhân thì chị với ông xã chia tay nay được 10 năm rồi. Chia tay được 10 năm. Dạ, chị có một đứa con trai. Hiện tại giờ thì chị sống với vợ chồng con trai, hai đứa cháu nội. Rồi chị Linh Chảnh, chị mặn được bao lâu rồi chị? Chị đi mặn thì cũng 5-6 năm rồi em. 5-6 năm ha. Vì chia tay ông xã cũng một bao nhiêu năm? 10 năm rồi. 10 năm. Hồi năm 2014 tới giờ. Trong khoảng thời gian đó chị có quen một phim anh nào nữa không? Dạ không. Không. Dạ. Rồi hôm nay chị đến chương trình em để kiếm một nửa yêu thương mình ha. Dạ, nói chung là người ta nói con chăm cha không bằng bà chăm ông. Thì bây giờ nói chung là bây giờ con chị thì nó cũng gia đình nó cũng có vợ có chồng rồi. Thì bây giờ mình cũng nghĩ lại cho mình để tuổi xế chiều. Dạ, để con người lo lắng với nhau. Dạ. Dạ. Là chị cũng đến đây để nhờ chương trình em để giúp cho chị tìm được nửa mảnh ghép còn lại. Dạ, đoạn đường về sau để chia sẻ với chị. Chị đi thì con của chị biết không? Dạ biết em. Biết ha. Chị có nói với chị ruột nữa. Chị nói bữa nay chị đi trên chương trình. Trên chương trình. Vì con thì nó cũng không có cản. Nó nói thì tùy mẹ. Thì mẹ tìm hiểu coi ai được mà yêu thương mẹ thật lòng. Đó, thì con không có cản. Thì cái đó thì nói chung là con nó không có phản đối gì hết. Dạ. Nên là chị thì cũng thấy là cái chương trình của em thì rất là bổ ích. Nó hiện thực. Chị theo dõi cũng mấy tháng nay rồi. Chị muốn đi mấy lần rồi mà bị gì chị làm công việc cho người ta nên đúng là rồi. Chị cũng khó đi lắm. Khó đi dạ, ha. Dạ. Dạ. Nên là cứ ngày qua ngày hoài. Hôm qua sau mà đang ăn cơm rồi cái mới buông đũa xuống ngồi chơi chơi cái sau mà làm như nó trong bụng nó hơi nôn nôn vậy cái sau giờ chụp điện thoại gọi đại cho em chứ cũng chưa có định là đi nữa bởi vì công việc cũng khó đi. Nói chung là chị thấy không phải là mình sống vì vì tiền. Nhưng mà chị thì chia sẻ thật lòng, chị thì muốn tìm một cái người là thật lòng. Rồi lại là có một cái thiện tâm, phải biết yêu thương và chia sẻ. Đó là chị cần
những cái thành phần đó. Chị kể về chút xíu về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của chị là chị tánh chị thẳng thắn Thắng. và chân thật. Dạ. Chị chịu là cái người là ăn thật nói thật, Dạ. chứ chị không chịu nói dóc nói gạt, chị là chị không thích. Dạ. Ví dụ như là cái gì nói là bữa nay nói vậy thì ngày mai phải đổi lại cái tiếng đó có y như vậy, chứ Dạ. đừng nói dóc nói qua nói lại là chị không thích như vậy. Dạ. Mà nếu mà chị không thích đó, cái đó là chị thẳng thắn chị nói liền để cho sửa chỉnh lại, chứ chị không có chịu mà cái người nói dối. Là cái đó là chị hơi ưu điểm mạnh của chị. Nó nói thuốc đắng giả tặng thì là quýt lòng. Nhân tạc thôi à. Còn cái điểm yếu của chị thì chị hơi sống nội tâm. À. Chị ít Có chuyện buồn gì giấu trong lòng, giấu trong lòng, không chị không bày tỏ ra. không, đó là chị hơi sống nội tâm. Thì cái gì thì mình thấy chia sẻ được thì chia sẻ, nhưng mà hầu hết là chị ôm nhiều, ôm cái nỗi buồn nhiều. Chị nói chuyện lớn lớn đi, nói chuyện lớn đi, nói chuyện nhỏ quá người ta không nghe. À, cứ nói chuyện nên bình thường, coi như là chị nghĩ là hai chị em mình đang trò chuyện với nhau bình thường thôi. Chị nói với em đi nè, là đừng có nhỏ nhỏ quá nghe cái đó không hay. Thì nói chung ra bây giờ tóm lại là chị lên đây chị kiếm một người bạn đời. Chị có xem kênh của em mà chị có thích được anh nào chưa? Thì nói chung là thích thì chị cũng không dám nói là mình thích hay là mình chọn đặc biệt riêng ai đó, nhưng mà bây giờ hãy mình nói đây thì những cái người khác người ta thấy mình có người đó rồi chắc người ta không dám chấm chọn mình nữa, thì cái đó nó cũng hơi khó. Không không bây giờ nói chung ra thật sự ra mà nói á, là cái chuyện mà để mà mình thích người ta thì chuyện bình thường, mình thích mình có quyền nói. Còn để mà cái người đó muốn chọn mình hay không là cũng không phải là đơn giản, tại vì không phải là gì là coi có cái duyên không đó, phải có cái duyên nữa mới được. À, rồi gọi là phải tâm sự nhau coi cái tánh tình nó hợp không nhau nữa. Thí dụ đi, một anh đó ảnh giàu cái nào không cần biết, nhưng mà cái cách nói chuyện ảnh thì lại chị thì không thích đó, thì cái chuyện nó bình thường thôi đó. Hay là hoặc là có khi là chị ảnh thì ảnh nói không có nói chê xấu đẹp nghèo dạo đây, nhưng mà phải có cái tâm nó. Thì cái ưu điểm của anh là đỡ người phụ nữ rồi phải có cái tâm Đó, thì nó, còn nghèo giàu không quan trọng. chị cũng đánh dấu hỏi từ chỗ đó. Dạ Nên là cái điểm đó là cái điểm thích hợp của chị nhất. dạ Nên là chị sống là phải người có phải tâm, có tâm mà phải là chân thật, dạ nói mình nói phải có trách nhiệm với lời nói của mình. dạ Mình nói được hoặc là và làm được dạ đó, phải cũng như ta nói là lời nói phải đi đôi với thực hành dạ đó, là chị thích như vậy. dạ Chứ còn nếu mà nói đánh giá về một mặt là nói đến đây vì tiền, hay là thấy là anh đó anh giàu quá hay là anh tiền quá thì mình đến đây thì không phải một riêng mục đích cá nhân đó không, thì chị không phải như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều cái ưu điểm là ảnh chia sẻ ra thì chị thấy chị có nhiều cái điểm để chị có thể chị đúng đó, ý ý của chị. Anh hợp. Anh chị cũng nói chị ước mong là chị được một cái người nửa đời còn lại của chị sau này để là chị làm chăm chút cho của cái người của mình. Mình chăm sóc á, là chị thích vậy. Chị là cái người phụ nữ của gia đình mà đó, là chị quan tâm gia đình chồng con từ trong ra ngoài, nói chung là vậy. Chị cũng hơi là kỹ tính sạch sẽ đó, nói chung là vậy. Nói chung là phụ nữ là thí dụ mình nghèo có nào nghèo, mình xấu có nào xấu, nhưng cái quan trọng nhất là mình phải sạch sẽ. Chứ bây giờ chị thí dụ chị đẹp đi mà chị không sạch sẽ cũng như không mà đó, phụ nữ càng thứ nhất thì sạch sẽ đó. Chị là chị thường cần sạch sẽ gọn gẽ, bây giờ cái món đó cái đồ đó để đó thì bây giờ lấy của chị đỡ đó, phải trả lại ngay chỗ đó cho chị á đó. Chị là vậy đó, chứ còn bề bộn của chị không chịu, tính của chị vậy đó. Đi ra là quần áo mặc mấy tôm tất, ta nói nghèo cho sạch đó cho thơm.
chứ không có chịu mà lùa thùa quá là chị không chịu. Chị còn ghẻ lắm. Nên là chị cũng muốn tìm một anh cho nó tâm đầu ý hợp với mình đó, anh về anh mình có tiếng nói chung với em. Vậy đó cho nó vui vẻ. Bây giờ mình tưởng tuổi này thì mình cũng không có làm được bao nhiêu nữa, thì dạ sống sao cho nó có bổ ích cho cái khoảng đời còn lại của mình sau này. Bây giờ em ví dụ đi, nếu mà anh chọn chị thì anh kêu là về nhà anh sống, hay là anh mua một miếng đất nào đó cắt là chị có đi không, là chị về nhà chị ở Được em, được, được ha, dạ được, chỗ nào cũng được hết được. Thì giờ, giờ giả sử như giờ nếu mà ảnh muốn hai người vợ chồng ở riêng, có ngôi nhà ở riêng cũng được, chị không có vướng bận gì con cái. Mà nhưng mà giả sử như ảnh có hơi thoáng một chút thì ảnh thỉnh thoảng lâu lâu mà về thăm con thăm cháu vậy đó tới lui. Chứ còn chị không có vướng bận hay là ràng buộc là phải ở với con với cháu rồi ở riêng hết. Ở chung không ở riêng được thì không phải, thì ở riêng được. Anh ở đâu chị ở đó cũng được. Chị thấy ảnh chia sẻ nhiều điều chị cũng đang đang ước mơ được vậy, mà không biết ảnh có tâm đầu ý hợp với chị không. Cái đó là cũng tùy theo cái duyên đó chơi. Dạ đó thì chị cũng nói là cái duyên. Chứ ví dụ chị muốn con được, Dạ đúng rồi mà em. ví dụ đi cái một anh nào đó mà có thương chị cũng không được, Dạ phải có là chung một tiếng nói nè dạ đúng rồi đó, em. rồi hợp Dạ với nhau thì mới đánh với nhau được, dạ chứ không phải mà nói là mình thấy mình thích nhưng mà mình thích còn được cái một duyên lẻ còn cái nợ rồi nữa. hợp nhau một lẻ, Dạ rồi phải có duyên không nữa, cộng dạ lại nhiều cái dạ yếu tố dạ đó. Thì sẵn đây em hỏi luôn, ví dụ dạ đi, ví dụ anh Sơn nó không chịu chị dạ ha, dạ thì cái video này em đăng lên nè, dạ anh Sơn không chịu rồi có nhiều anh khác thích chị có đồng ý không? đồng ý. Đồng ý Dạ ha, được, anh nào cũng được hết. anh nào cũng được, nhưng mà chị yêu cầu là trẻ sống đừng có mà cái kiểu mà ích kỷ quá thì chị không có thích cái đó. Sống cũng phải như là nếu đã chấp nhận về chung một nhà thì phải chấp nhận, phải tin tưởng với nhau đó, sống phải cho nó mở mang một chút, chứ đừng có mà cái kiểu mà keo kiệt quá thì nó cũng hơi khó sống đó. Dạ là vậy thôi, chứ còn chị cũng không có nói ở đây là giàu mà mình cần giàu lắm mình mới chịu, còn mấy những cái người ta có cái tâm mà rồi mình chê người ta này kia thì không phải như vậy. Đúng Dạ rồi. dạ nói chung là phải chia sẻ là được rồi. dạ Nói chung ra giàu thì ai cũng thích, nó trắng dạ là như vậy, dạ giàu ai cũng thích hết, nhưng mà cái giàu đó còn đòi hỏi có hạnh phúc cho mình không đúng nữa. rồi, thí dụ như người ta nói có tiền mà nó không có tình đó em, Đúng, đúng đó rồi vậy đó, đó đúng thì rồi đó nó vậy đó. Rồi nhiều người người ta không có tiền nhưng mà ta vẫn hạnh phúc đó như vậy. Nó bây giờ nó tóm lại như như chú đó Dạ thì thật sự rồi, nó là mình nói là có tiền thôi chứ mình không dạ nói dám nói là thừa tiền, dạ nhưng mà anh cũng đâu có hạnh phúc đâu, dạ đúng đó không? thì vậy đó. Nó thà là nó là như vậy đó, có tiền mà cũng không hạnh, không có hạnh phúc thì nó cũng chẳng có vui. Nói chung là mình có tiền thiệt, mình đi ra đường mình muốn ăn gì ăn, mình mua sắm gì, nhà cửa đầy đủ hết, không có thiếu mua gì, nhưng mà khi mà mình bước ra đường mình chơi vui, khi mà trở về nhà thì nó lại rất là buồn, tại vì nó có thua thủ của mình, không ai nói chuyện, không ai tâm sự, không ai chia sẻ thì nó cũng vẫn là không vui đó. Thì đồng tiền nó không có biết nói, mình chỉ sử dụng nó thôi. Đó, chỉ để sử dụng thôi. Đó À, còn một người bạn đời nè dạ để chia sẻ cho đúng mình rồi những cái vui vui, những cái dạ buồn dạ đó, tâm sự với nhau. dạ Chị cũng mong là nếu mà được anh Sơn ảnh cho chị được cơ hội để mà chăm sóc ảnh khoảng đời còn lại. Mong cho nó hợp duyên với nhau đó, đặng mà mình được được mà chăm sóc cái người mà mình đang có cái tâm đầu ý hợp á. Chị cũng theo dõi kênh em cũng nhiều lắm, cũng cũng có nhiều anh đại gia lắm rồi chứ. Nhiều 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 nói lắm chung chứ. là rất là nhiều, còn 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 nhiều anh đại gia nữa nhưng mà chưa xuất hiện thôi, còn Đó, nhiều lắm chị rồi, theo dõi nhiều lắm nói chung nhưng là còn mà nhiều lắm nhưng mà chưa xuất hiện. Thì bây giờ sẵn đem hỏi luôn là chị có thích anh đó mập thì ốm không, ngoại hình thì chị cũng không có kén em. không kén ha. Miễn sao là mình
sống nó có cái đem lại cái tình thương hạnh phúc là được. À. Dạ, chứ còn cái ngoại hình này nó cũng không quan trọng đâu. À. Dạ, nó như vậy. Vậy theo riêng chị là cái độ tuổi của chị thích là bao nhiêu tuổi trở lên? Cỡ 65 trở xuống 50. 65 trở xuống 50. Dạ. À, chị nãy là chị Chị 55. 55 và từ 50. 50 thì nhỏ hơn chị 5 tuổi, À. còn nếu lớn hơn nữa thì cũng lớn hơn chị 5 tuổi. À, nói chung là từ 50 đến 65. À. Như vậy. Thì thôi nói chung ra là em cũng cảm ơn chị rất là nhiều ha, đã hơi lặn đường xá xa xôi để ra đến đây với chị, từ giờ ngồi đây đợi thì cũng rất là lâu. Không, À. chị cũng rất cảm ơn em, thì À. nói chung là cái chương trình em là chị theo dõi rất là bổ ích đó, À. nên là chị cũng tin tưởng cái chương trình em chị mới đến đây đó, thì cũng không có, chị cũng không biết nói gì hơn, thì Dạ. ngoài ra thì nhờ em cũng là cái thông tin của em mà để Dạ. cho chị tìm được một nửa, Dạ. và để cho chị có một cái khoảng đời sau này đặng cho nó được an nhàn á. Dạ. Dạ. Thì em cũng nói chị như thế này, thì bất cứ ai cũng vậy. Dạ. Thì em chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi. Dạ. Còn sau này chị muốn kết bạn với ai, Dạ. hay là để chị một tìm hiểu một người nào đó, thì chị phải chịu lấy trách nhiệm đó. Dạ. Em không chịu trách nhiệm. Dạ. À, em có nói chung là em cũng theo dõi những cô chú anh em rồi đó, Dạ. mà khi mà nói không thật lòng Dạ. thì em sẽ ví dụ chị quen một anh đó đi, Dạ. mà anh đó không thật lòng thì nếu mà em phát hiện trước á thì Dạ. em sẽ ngăn chặn lại từ đầu, Dạ. em không có để cho diễn ra một cái buổi tiệc hay một cái đám cưới Dạ. nào hết. À, Dạ. để mà sao để mà có khi mà mình không có ấy đó, để Dạ. xảy ra chuyện đám cưới Những tình rồi huống dài xấu ha. dài Dạ. bữa cái lại lùm xùm đi nữa, thì Dạ. thật sự ra đó em không muốn như vậy. Dạ. Em muốn làm là mình kinh mình sạch hơn, Dạ. cho mọi người đều tin tưởng Dạ. để mà đến với kênh của em để mà kết nối yêu thương Dạ. đó. Thì Tiến cũng mong rằng tất cả cô chú anh em hãy tin tưởng kênh của Tiến. Tiến làm việc thì đâu đó có gàng. Những cô chú anh em nào muốn tham gia chương trình thì lại tới đây, còn cô chú anh em nào mà điện mà qua Zalo thì thật sự mà nói là qua Zalo thì gặp nhiều cái bất cập lắm. À, thứ nhất là quay nói chuyện không rõ ràng nè, thứ hai nó cũng không có gì để làm bằng chứng hết. Thì lại Dạ. đây Tiến có giấy tờ cam kết, à, phải ký vô đó, chị ký vô thì em mới quay, chị không ký là ở đây em không quay, Dạ. tại vì em cũng làm nó theo cái tính cách làm cho an toàn và chắc chắn cho mấy Dạ, chị hơn dạ, dạ. đó. Thí dụ anh nào lên đường gạt chị, nói thí dụ thôi, Dạ. thì em cũng có nắm được cái thông tin đó Dạ. để anh em biết đó. Dạ. À, em sẽ báo cáo cho chị hay, hay là người đó là những gì đó, em sẽ lấy hình ảnh người đó em sẽ đăng lên. Cái người nào xấu thì em nói xấu, người nào tốt thì em nói tốt, Dạ. chứ em không có mà lấp liếp qua lo hay là anh đó xấu thì bỏ đi đừng đăng lên, không có. Phải Dạ. Dạ. đăng lên để làm Để thông chi, báo nghe. để Dạ. cho những người tiếp theo Dạ. đừng làm như vậy nữa Dạ. đó. Chứ nhiều người không biết nói sao kênh của mấy anh em lùm xùm này Ừ, nọ, thì dạ. thật sự nó không hiểu tại sao nếu mà mình bỏ qua những chuyện đó Dạ. thì bắt đầu tiếp tục những anh khác, những chị khác có cái chắc mà xấu đó Dạ. thì lại lên đây làm nó cái điều nó không tốt đó. Thì mình phải ngăn chặn lại từ đầu, đặng cho những anh em sau mà có muốn lên trình là không dạ nên nói dốc dạ nữa dạ cái đó đó. là cũng như mình làm một cái gương mẫu á. Đúng rồi, đúng dạ rồi, dạ chứ không thể nào mà anh nói xấu cái hôm bỏ qua để mình đừng cho ai biết là cái đó không dạ được. Cái đó dạ là cái sự mà che đậy đúng rồi em. không tốt đó. Tốt cũng Thì đăng mà xấu cũng đăng đúng để rồi, cho mọi người biết được để ngăn ngừa cái thân nữa, phận ngăn đó. ngừa người dạ sau với cái dạ anh kia anh lên kênh kia ảnh cũng dạ làm như vậy, dạ mà nếu mà không đăng lên thì không ai biết, dạ thì bắt đầu cũng bị lừa nữa, dạ thì rất là tội nghiệp cho những cô đó, hay là ví dụ là anh đó dạ đó, những mấy ngôn nói chung ra là những cái người xấu thì phải đem lên tặng cho mọi người biết chút. dạ Đằng sau dạ không phải là gì, ngăn ngừa lại đừng cho ai bị lầm nữa. đúng rồi Là là như phải vậy. vậy. Dạ, thì dạ Tiến làm đâu đó nó rõ ràng lắm. Thì thôi là em vậy. cũng cảm ơn chị rất là nhiều ha, Dạ để chị cảm ơn em. Dạ. hôm nay tham gia chương trình của Tiến. Chúc chị một buổi trưa vui vẻ, thì trên đường về thượng lộ Bình An, Dạ. thì sau khi em đăng cái clip mình lên thì có rất nhiều anh đã Dạ. muốn kết bạn với chị ha. Dạ, rồi Rồi chị nên cảm chị an ơn tâm điều em đó nhiều. ha. Dạ, Dạ rồi chị cảm ơn rồi em. Chúc rồi sức bye khỏe chị. em nhiều. Dạ, Dạ rồi. rồi thôi Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em nè. Dạ. Rồi. Ngày mắt.